Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Nhìn cái bảng truyền thuyết thì biết được cái trận này là như nào rồi. Tôi nói là chắc chắn là không được sai luôn, đảm bảo với anh em là lại 4-5 ông lại tranh nhau cái bộ Aegis. Âu từ từ nhá, da gấu này. Da gấu à, da gấu hai gấu đúng không? Trận này chắc chắn là bọn nó tranh nhau Aegis. Mà bây giờ nhá, trận này nó có cái con Saman 5 đô anh em ạ. Con mèo Saman 5 đô. Tuy nhiên là nó vẫn chưa có đảm bảo là chúng ta có thể chơi được Saman đâu. Phải ra được cái con gấu Saman cơ. Nên là tôi pick sẵn Wizard ở đây. Nếu mà nó lổ thêm một con gấu nữa, chúng ta sẽ kích hệ 4 gấu. Đấy, rồi câu ra con gấu Saman. Đấy, mà câu ra con gấu Saman thì tôi sẽ chuyển sang chơi 6 Saman thôi. Ok. Ơ? Ôi giời ơi, thế này thì lại còn không cần phải là kích Wizard luôn. Ra gấu Saman rồi. Ra gấu Saman thì chơi Saman thôi nhỉ. Từ từ bình tĩnh, chưa vội, chưa vội. Nhẫn phép thuật này. Trận này nhá, có con rớt với con rồng 5 đô. Thì chúng ta chơi cái bộ 5 rồng cũng ngon. 5 rồng 9 mét à. 5 rồng 9 mét cũng ngon. Cái bộ Saman thì có thể là nó khá là mạnh ở giai đoạn giữa game, nhưng mà late game nó sẽ không mạnh bằng cái bộ kia đâu. Bộ 5 rồng 9 mét nó tối thượng lắm. 5 rồng 9 mét rớt 2. Đấy, mà bây giờ nó có cái gậy xanh rất là khỏe. Bây giờ từ từ đã, để xem đã anh em ạ. Bây giờ chỉ cần lổ coi cái con Saman 5 đô ấy thì tôi sẽ chuyển sang Saman, chơi 6 Saman. Đấy, còn nếu mà chơi 4 Saman thì nó cũng không mạnh lắm đâu. Nó cũng khá là yếu. Bộ Saman bây giờ nó không mạnh như ngày trước nữa anh em ạ. Ngày trước thì cái bộ 4 Saman có thể nó sẽ ăn được cái bộ Aegis. Nhưng mà bây giờ phải 6 Saman mới ăn được cơ. Chứ còn 4 Saman thì có khả năng là vẫn bị là đấm ngược lại đấy. Aegis bây giờ nó không ngắn 4 Saman đâu anh em ạ. Aegis rất khỏe. Không sợ Saman lắm. 6 Saman thì hơi ngại một tí thôi. Nhưng mà nếu mà nó đủ đồ nó cũng chẳng ngại. Tuy nhiên là 6 Saman nếu mà lên sớm thì vẫn có thể bắt lạt được bộ Aegis. Ok, ra con gấu Saman mà nó ra sớm như này là khả năng là tôi có thể là đánh được chuỗi thắng á. Đấy, rồng thì vẫn phải mua. Rồng vẫn phải mua nha anh em nhé. Tôi hướng tới cái bộ rồng hơn. Cái bộ rồng ấy nó cũng sẽ không sợ cái bộ Aegis. Đấy, nhất là khi mà chúng ta lên được 11. 5 rồng 9 mét tối thượng. Đấy, rớt 2. Mà lại còn cầm gậy xanh nữa thì không ngán đâu. Có khi là một giật là bay màu rồi. Đối thủ là bay màu toàn bộ đội hình thôi. Cái bộ Saman là cái con rớt nó lên 2 sao. Nó sẽ không mạnh bằng cái bộ 5 rồng 9 mét đâu anh em ạ. Bộ 5 rồng 9 mét là rớt vào phát giật ngay. Mà có khi là còn giật trước khi BKB bật lên cơ. Nó giật nhanh lắm. Đấy, nhiều khi là BKB còn chưa kịp bật là bay màu rồi. Thậm chí là còn bật còn không kịp bất diệt ấy. Bất diệt có khi là còn không kịp bật đấy nhá. Chưa nói đến cái BKB đâu mà có khi là bất diệt rồi không kịp bật là chết luôn. Đấy, nhưng mà cái bộ Saman thì khác. Cái bộ Saman thì vào trận là nó còn phải mất mấy giây nó mới tung một trưởng. Thế nên là nhiều khi là cái bộ kia nó vẫn uy tín hơn anh em ạ. Rồi, câu 4 gấu này. Thực ra để 4 gấu này thì nó cũng sẽ, đội hình nó cũng sẽ yếu đi một chút. Nhưng mà thôi không sao. Chúng ta chủ yếu chúng ta câu ra con gấu, ví dụ như là con gấu tổ này mà lên được 2 sao thì nó còn gánh nữa. Nó sẽ thoải mái để có thể áp dần lên 10 thôi, sau đó chuyển đội hình. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp mà ra được human thì tôi vẫn muốn là tôi chơi human hơn. Đấy. Chủ yếu là như này là câu làm gì. Câu là để xem là có ra con gấu mết không. Nếu mà ra con gấu mết thì nó rất là yên tâm. Ra gấu mết thì tuyệt vời luôn. Bây giờ là vẫn đang đánh là cái con Metalith là nó là cái con chính. Cho con gấu Saman nó chỉ là phụ thôi. Tướng Metalith được kẹp 2 Metalith vào. Dao này mất nhiều máu quá nhỉ. Úi giời, Goblin à? không. Cái bộ Aegis nó mạnh là bởi vì là cái con tướng mới đấy anh em. Cái con thuộc tộc Hunter ấy. À, thuộc hệ Hunter ấy, tộc Aegis.
Con tướng ấy quá lỗi luôn. Một cái con tướng mà nó chỉ cần là 3 tiền 2 sao thôi mà nó có thể cân được đội hình rất là khỏe. Vào giai đoạn late game, full đồ nó có thể đánh được với cả thậm chí là 3 sao. Mà 4 đô 3 sao cũng có thể cân được. Như là con Velomancer chẳng hạn, là một cái con 4 đô 3 sao đúng không? Mà có khi là đánh nhau với một cái con 2 đô, à cái con 3 đô 2 sao thôi mà vẫn còn thua. Đấy, nó mạnh ở cái chỗ đấy. Nên là bây giờ cái con này nó rất là thịnh hành. Cái bộ Exit ấy mà đánh ở level 9 là đủ bộ rồi. Đánh ở level 9 là có 9 Exit mà có thể là kẹp thêm được cả 3 Hunter nữa. Nên là cái bộ này nó rất là khỏe. Ngoài ra chúng ta có thể là kẹp được vào cả Warlock nữa. Bộ đấy thực sự là nó đang là một cái bộ nó gọi là meta đấy. Vừa là meta mà cũng rất là dễ chơi, dễ trúng thưởng, dễ chơi. Mạnh nữa. Rất là khỏe. Rất nhiều người lựa chọn. Mà kể cả là ở trong một cái trận đấu nhá, mà có khoảng 4 ông chơi cái bộ đấy thì vẫn cứ vô tư, 4 ông vẫn cứ vào top, chứ không đến lỗi mà tranh nhau bài xong rồi là xuống hố hết. Thì cái bộ đấy nó không như thế anh em ạ. Bây giờ cái bộ đấy nó khá là ok. Đây rồi, một con nữa thôi. Một con Metalist nữa thôi nhỉ. Nếu mà trong trường hợp cái con này mà lên được 2 sao thì tôi sẽ suy nghĩ đến cái việc là chơi cái bộ 6 Metalist kẹp với cả 4 Metalist. Sorry anh em, 4 Metalist kẹp với 6 Saman. Đấy. Chúng ta có thể đá qua bộ đấy cũng được. Nếu mà trong trường hợp cái con gấu Metalist nó lên được 2 sao. Gấu tổ lên được 2 sao. Tí nữa rèn cho nó gậy xanh anh em ạ, meta mới nó có gậy xanh rất hay. Các cái con tướng nó không cần lên 3 sao nó cũng có thể hưởng được cái chiêu thức ở cái của cái con tướng 3 sao khi mà lấy được cái gậy xanh. Chính ra cái gậy xanh nó lại rất là phù hợp với những cái con gấu nhá. Từ cái con gấu Assassin này sang cái con gấu Metalist, con gấu Met cầm cái gậy xanh nó đều khỏe. Mấy cái con đấy nó đâu có dễ lên được 3 sao đâu đúng không? Mà có cái gậy xanh thì không khác gì 3 sao. Nó thực sự là nó chỉ kém cái con 3 sao ở cái lượng máu của nó thôi. Chứ còn về sức mạnh thì rõ ràng là nó tương đương. Thế nên là rất là khỏe. Trận này không biết là có phải là chơi Saman không đây. Anh em bảo tôi có lên pick mấy con Saman bảo không? Meta mới này tôi cũng chưa thử Saman bởi vì cái bộ Exit nó mạnh quá ấy, mà mình cũng chưa thử. Nhưng mà khi mà tôi cầm cái bộ Exit và tôi đánh mấy cái bộ Saman ấy thì tôi cảm giác như là nó cũng không sợ lắm đâu. Đánh với cả bọn Mết Saman là vô tư. Đấy, chưa thử. Trận này không biết có lên thử không. Úi dồi, ra gấu Mết rồi này. Ra gấu Mết thì lại hướng đến cái bộ rồng hơn. 5 rồng 6 mét vẫn uy tín anh em ạ. Rồi tạm thời bỏ mấy con wizard này ra đã. 3 mét vào. Giáp xoay. Đương nhiên rồi. Trận này có khi chơi một cái trận 5 rồng anh em ạ. Tôi đang tính là chơi 5 rồng thôi, không chơi Saman đâu. Lâu lắm rồi chưa chơi 5 rồng. Đấy. Không biết được đến bao giờ mà có cơ hội chơi lại 5 rồng. Xin thông báo các anh em. Các anh em ở miền Nam thì chắc không biết. Miền Bắc sắp tới đây, khoảng 2 ngày nữa là sẽ có một cái trận bão rất là to. Nó đổ bộ vào miền Bắc. Đấy. Cơn bão số 3 nên là tôi cũng không biết là tôi có thể ngồi đây làm clip cho anh em được không. Đấy, rất có thể là cái đợt sắp tới là mất điện, mất internet. Đấy thì chắc chắn là clip nó sẽ không ra được. Thậm chí là không ra được trong vòng nhiều ngày chứ không phải 1-2 ngày. Đấy, đây là một cái trận bão mà thấy báo đài đưa tin rất là nhiều. Thấy có vẻ như là một cái trận bão rất là lớn. Cái sức tàn phá rất là khủng khiếp. Đấy nên là cũng chả biết là liệu rằng có thể là sống sót. Thôi không nói cỡ. Không nói là đến cái việc là sống sót, nhưng mà chắc là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì không biết là sau đây là có làm video clip được không. Thì thôi, làm một trận tưng bừng level 12 coi như là kỷ niệm. Sau đó là rất có thể là chúng ta sẽ phải lâu lâu nữa chúng ta mới gặp nhau anh em nhé. Đấy.
Đợt này thì nhà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đấy, từ lương thực thực phẩm, rồi gia cố lại nhà cửa. Không biết là bão nó mạnh đến đâu, bởi vì lâu rồi ở ngoài Hà Nội ấy, nó cũng có bị bão mấy đâu. Bão thì nó qua đây nó cũng chỉ thành là áp thấp nhiệt đới thôi, chứ nó cũng không quá mạnh. Nhưng mà được cái đợt này thì đúng là kiểu cái tâm bão đi qua cái chỗ tôi ấy, nên là tôi cũng hơi sợ. Đấy, nhất là báo đài cũng nói nhiều về cái khả năng mà nó có thể tàn phá, cái sức tàn phá khủng khiếp. Đấy, nên là cũng hơi rén một tí anh em ạ. Nên là thông báo trước cho anh em cái điều đấy anh em nhá. Để anh em chuẩn bị sẵn tinh thần là có thể kênh nó sẽ off một thời gian. Nhân tiện đây tôi cũng xin chúc các anh em ở miền Bắc, đấy, nhất là các anh em ở trong cái vùng tâm bão ở miền Bắc thì có thể an toàn sống sót qua cái mùa bão nha anh em nhé. Metalite rồi. Đủ bộ. Bây giờ lên level 8 mà chúng ta có kẹp 4 Metalite. Có cần không nhỉ? Kể ra bây giờ cái con gấu mết nó lên được 2 sao là tôi bán hết luôn đấy. Bán hết gấu luôn anh em ạ. Nhưng mà trong trường hợp là cái con gấu Metalite nó lên được 2 sao đấy, thì tôi lại chơi Metalite. Tùy. Để như này chúng ta sẽ có hai con đường, hai lựa chọn. À, cái meta mới này nó còn có một cái bộ này nhá. Tôi để ý rồi là bọn nó rất hay chơi cái Live Deadline, xong rồi kẹp với cả mấy cái bộ như là bộ Glitter này, rồi kẹp với cả bộ Feather này. Đấy, rất hay chơi. Có vẻ như là nó có được bắp. À, ôi rồi, lên được 2 sao rồi. Hay quá anh em ạ. Thế thì thôi, xong rồi còn gì nữa. À, rau này rau quái. Rau quái thì từ từ đã anh em. Câu gấu một rau nữa, biết đâu lại lổ ra con gấu, kiếm thêm được tiền. Kiếm thêm được 2 tiền đấy. Thôi thế thì nếu mà con gấu 2 sao ấy, con gấu mết mà nó lên 2 sao thì mình chốt luôn nha anh em nhá. 5 dòng. Gấu mết này tí nữa tôi sẽ cố gắng tới đổi cái món đồ cam. Cái trượng cuối anh em ạ. Cho con gấu mết để nó cầm xem là nó mạnh đến cỡ như nào. Liệu rằng có một lướt là chết hết không? Đam vừa to nhưng mà cái AOE của nó rộng lắm. Con gấu mết này nó lên được 3 sao ấy. Cái AOE của nó không phải là chỉ là 3 ô đâu, mà nó tới 5 ô cơ anh em ạ. Nó lướt qua gần như là nó giống như là con già nó bắn trưởng ấy. Mà trong cái trạng thái mà lướt ấy nó còn bất tử cơ. Rất là khỏe. Đen nhỉ. Đồ chán thật. Mà thôi, chả sao. Gấu mết lên được 2 sao là ấm rồi. Nào cái tầm này câu gấu tiếp không nhỉ? Cảm giác chơi gấu vẫn mạnh anh em ạ. Kiểu gấu Metalite là cũng chơi mấy con cờ này cũng được mà. Đúng không? Gấu Saman thì có thể là nó không chế. Mà tí nữa mà hai con gấu này lên 2 sao thì cũng uy tín chứ. Sắp lên 2 sao rồi. Đấy, bây giờ thì gấu mết nó cánh lắm rồi anh em ạ. Ok. Lướt rất là khỏe luôn. Mà cái quan trọng ấy là cái trận này nó cũng không có mấy cái con human để tôi vứt vào ấy. Bây giờ chưa thấy một cái con human nào ra. Kể ra bây giờ cho tôi con già nhỉ. Chơi 6m kẹp 3 human vào cũng ngon. Hai thằng kia chuối xanh nhỉ. Mà bây giờ tôi nghĩ là cái đội hình này của tôi cũng chưa chắc đã cắt được chuối đâu. Bởi vì không có đồ anh em ạ. Không có đồ là cái đội hình này nó nhìn thì thế thôi nhưng mà nó cũng khá là yếu. Không biết ăn nổi không. Cắt được chuối thằng này thì ngon. May quá, đùm mà không đùm con gấu anh em ạ. Gấu nó bằng tiền với cả con flame. Nhưng mà chưa chắc ăn được cái này. Được không? Được. Hay. Mà chuỗi này chuỗi cộng 5 thôi. Ok. Được rồi. Gấu Saman lên được 2 sao. Đây rồi, human đây rồi.
Bắt đầu có sách. Thôi trận này không lên được 12 thì cố gắng lên 11 vậy. Có cái con rồng mết ấy thì chúng ta chỉ cần 11 con thôi. Là chúng ta có 5 rồng 9 mết. Đấy, đánh 5 rồng 9 mết ở level 11 là được rồi. Cái thằng mà có chuỗi cộng 9 kia tôi gặp rồi. Thế nên là tôi mới để cái đội hình như này đấy anh em ạ. Để tôi câu gấu ra thôi. Chứ còn nếu mà chưa gặp thì tôi sẽ bỏ 6 mét vào. Đấy, chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại ở sau round 20 anh em nhé. Lúc đấy tôi sẽ lên 9 tôi bỏ 6 mét vào. Gặp cái thằng kia cắt chuỗi của nó. Nhưng mà cắt chuỗi cũng không đơn giản đâu nhá. Cái bộ Exit là cái bộ mà bây giờ nó khá là mạnh ở cái giai đoạn đấy. Cái giai đoạn mà lên 9 ấy là nó đủ ở level 9 là nó sẽ là 9 Exit đúng không? Thì cái bộ 9 Exit mà đánh 6 mét đơn thuần thì cũng khó ăn đấy. Không dễ đâu. Phải là 5 rồng 9 mét ấy thì à không, 5 rồng 6 mét thôi. Thì may ra mới ăn được, chứ còn nếu mà 6 mét không mà chưa có 5 rồng thì cũng hơi khó. Hơi khó thật đấy. Ui thằng này kẹp cáo rồi này. Nó tính gặp tôi đang này nó kẹp cáo luôn. Ok không sao. Vẫn ăn được thôi. Đam này đam tổng hợp mà có cả vật lý có cả metalit. Xà này. Hay quá nhờ. Đây có 6 mét rồi. Sáu mét là chưa, 6 mét hàng riu luôn á. Sau này tôi sẽ đổi đồ đó. Tôi sẽ đổi lấy cái món đồ tím. Đấy. Có đồ chúng ta sẽ cắt được chuỗi đằng kia đó. Vừa có đồ mà vừa form được bài thì khả năng là sẽ cắt được chuỗi. Chỉ sợ là không ra được đồ đó. Lấy món đồ tím nhưng mà nó ra đồ đều thì thôi xong. Ui lại ra gấu mết này. Nhưng mà con này không lên được 3 sao đâu. Ánh mắt AZ được. Thế thì lại chưa đổi được đồ. Thế thì cũng khó nhỉ. Thực ra bây giờ lên 9 là có thể chơi 6 mét kết hợp với 4 gấu được anh em ạ. Nếu mà bỏ thì bỏ con rồng ra thôi. Lên được con gấu đủ lên được 2 sao này. Thêm tí tăng cơ phía trên cũng được. Giữ tí gấu câu thêm anh em ạ. Vớ phần này lên được con gấu mết 3 sao ấy nhỉ. Có tham quá không nhỉ. Mà tham như này thì khả năng gặp thằng có chuỗi kia là không cắt được đâu. Có. Sách thì tôi sẽ tiết kiệm thôi, tôi sẽ không sử dụng anh em nhé. Cố gắng tiết kiệm làm nào lên được 11. Gặp luôn này. Cắt lỗi không? Cắt lỗi không? Ui rồi ôi lướt. Chưa lên được 9 thì tôi ăn được rồi. Hay quá. Xong rồi. Tức là đội hình này nó vẫn mạnh anh em nhé. Đấy. Thế là chúng ta biết được là sức mạnh của đội hình này là nó vẫn tương đối là mạnh. Chính vì thế là tôi sẽ giữ nguyên đội hình này anh em nhé, đợi một chút. Câu biết đâu ra con gấu 3 sao đỡ phải coi như là đổi cái gậy xanh. Chúng ta không cần đổi gậy xanh nữa. Chúng ta sẽ đổi những cái món đồ khác ngon hơn ở cái những cái món tím. Trên mét thì thường là chúng ta sẽ đổi những cái món tím trước. Có những cái món cam thì nó hên xui lắm anh em ạ. Mặc dù bây giờ các cái món cam nó cũng thay đổi khá là nhiều để phù hợp với cái bộ mét. Sau khi thay đổi thì các cái món cam nó khá là phù hợp với cái bộ mết anh em ạ. Update xong là nó có thêm cái món là gậy xanh này. Đấy, chưa kể là có cái sự thay đổi về cái gươm thần nữa. Cái gươm thần bây giờ là cái bọn bắn trưởng này nó cầm nó cũng được tăng 25% đam bắn trưởng ấy.
là cũng khá là kinh đấy. Nói chung là bây giờ mấy cái món đồ cam nó đỡ phế hơn ngày xưa. Mấy cái thằng mà chơi bắn trưởng là có thể là lấy được. Dash Sprint à? Dash Sprint cũng cần. Chắc giải tán cái bộ gấu đi anh em ạ. Thôi. Như này đi, được không? Bỏ con gấu đù đi, mất cái bộ Metalit. Đấy, tướng mới nó sồ đằng sau kìa. Nhưng mà một lướt anh em ạ. Khi con gấu mết nó lướt cho phát bay màu luôn. Cái bộ đấy nó mạnh thật đấy, nhưng mà nó chỉ mạnh với cái bọn vật lý thôi. Còn những cái thằng bắn trưởng như tôi thì không ngán đâu. Đây rồi, ra cả rớp ra cả rồng này. Thế đủ bộ á? 5 rồng. 5 rồng kết hợp với cả 6 mét. Hay là làm tí human đúng không nhỉ? 6 human rồi này. Nhưng mà nếu mà cho 6 human vào sợ mất cái chuỗi này mất. Tôi nghĩ là ưu tiên 5 rồng hơn. Vẫn chơi 3 human đó. Sao quái chúng ta cho 6 human vào cũng được. Thôi random đi. Rồi trượng bão. Đấy cái bọn này nhá, thậm chí nó còn chưa kịp tung trưởng. Rõ ràng là cái bộ mết này nó khá là counter bộ Exorcist đấy anh em ạ. Ui cái con gấu mết nó sắp lên 3 sao thật rồi này anh em này. Có phải thế không? Liệu rằng là có bao giờ là như thế không? Sáu human đã. Rao này chúng ta vẫn chưa lên được 11 đâu, phải rao sau. Rao này chúng ta chỉ có 3 quyển sách thôi, thiếu một quyển. Tôi vẫn cứ để mấy cái con gấu mết ở đây nha anh em nhá. Biết đâu lên được 3 sao ấy. Chả biết được đâu. Bây giờ cho thêm 4 quả trứng nữa là được rồi. Trận này rơi toàn là cái lời thề lùn anh em ạ. Dã man. Lấy cấm đánh không nhỉ. Trận này toàn vật lý thôi. Có Glitter nhưng mà vẫn lên lấy cấm đánh. Vẫn lên lấy cấm đánh để đánh với cái bộ Exorcist. Mà round này là chúng ta không đổi cái món đồ gì cả. Coi như là chấp đồ đấy. Không phải là một round mà phải hai round chiến thắng nữa chúng ta mới lên được 11 anh em ạ. Hai round nữa cơ. Round này thì mới là 23 điểm thôi. Phải 24 điểm mới lên được. Vẫn ưu tiên là giữ chuỗi này hơn. 5 rồng 6 mét vào để giữ chuỗi. Đấy gấu mét vẫn đang làm co. Rớt thì chưa cho vào được. Bây giờ tôi vẫn đang tận dụng để kiếm được sắc mỗi round. Với cả chúng ta vẫn phải giữ lại cái con gấu đá ở trên anh em ạ. Cái con đấy nó 2 sao. Thứ nhất là nó làm tăng cơ về trên. Thứ hai là gì? Nó có một cái chiêu khống chế mà ngay từ lúc vào game là có thể tung trưởng luôn. Kết hợp với 5 dòng. Chỉ cần một cái khống chế thôi là được rồi. Ok, Glitter này. Glitter một lướt là bay màu. Rồi còn một round chiến thắng nữa thôi. Tôi để dành để đổi cái món đồ cam luôn anh em nhé. Cho dù là cái con gấu ấy, nó lên được 3 sao tôi vẫn sẽ lấy cái trượng xanh. Khi mà gấu lên được 3 sao rồi cái trượng xanh nó sẽ nhường cho con rớt 2 anh em nhé. Để có thể là đưa con rớt lên 3 sao.
Nói chung là cái gậy xanh này nó cho rất nhiều con. Đấy, kể cả là cho con rồng 4 đô cũng được, hoặc là rồng 5 đô cũng khỏe. Chơi cái bộ mết bây giờ cứ lấy gậy xanh xong rồi là chia đồ ra thôi. Ví dụ như trong trận đấu có rớt này, xong có rồng 5 đô này, mỗi con cầm một cái, đấy, cho nó khỏe. Rồi, cố gắng thắng rao này nào. Ok, một lướt là bay màu. Một lướt là bay màu hết. Ui, nhưng mà không nhá, thằng này nó đủ 9 exit rồi. Thế thì, ui, thua. Thua không? Lướt một phát lưỡi em nào. Lướt một phát lưỡi đi. Rồi, ui, mày quá anh em ạ. Vẫn ăn. Căng nhá. Lên được 11 rồi có khi lại cho 6 human vào chơi. Đủ 6 human kết hợp với cả 6 mét kết hợp với 5 rồng à. Hả? Hay cho lại lên 12 đi. Ok. Tham tí ấy nhỉ. Bỏ con gấu ra sức mạnh nó cũng giảm đi một chút. Nhưng mà tôi nghĩ là lên được 11 rồi thì cũng ok thôi. Bây giờ chỉ hy vọng là gặp cái thằng Warrior thôi anh em ạ. Gặp Warrior với cái thằng Hunter Exit mà nó chưa lên được level 9 đấy này. Gặp mấy cái thằng đấy là ngon. Chỉ cần 4 round thôi mà. 4 round thắng thôi là lên được 12 rồi. Ok, gặp Warrior tốt quá. Nhận thấy là chưa gặp thằng này là tôi cũng bỏ bài và tôi cũng tự tin luôn đấy. Ok, các bạn chết sớm quá nên là bây giờ gặp toàn thằng mạnh thôi. Có lẽ chúng ta sẽ đổi thêm một cái món đồ tím nữa. Đổi đồ mà giữ chuỗi thôi anh em ạ. Đồ cam để sau đi. Để tôi cần giữ cái chuỗi này. Ok, RO này. RO này thì lấy cho cái con gấu thì nó hơi phí. Nhưng mà tí nữa cho rớt. Rớt 2 cầm RO. Đấy, cầm thêm cái gậy trượng xanh nữa thì là perfect. Mà tất nhiên là gậy trượng xanh thì cũng khó, cũng chưa chắc đã đổi được đâu. Để xem đã, xem tình hình thế nào đã. Có trượng xanh thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Ok, gặp lại cái thằng Exit, thằng này yếu. Rồi, hay quá nhờ. Đấy, chỉ có 4 round thế thôi mà. Khả năng lên được 12 là có nhá. Round này lại round quái rồi. Ui, sắp 100 tiền đến nơi rồi này. Roll tí đã, cho đỡ phí tiền. Ây da, sao không lên? Ba cặp mà không lên được 2 sao ạ, cay nhỉ. Thôi, dừng lại 50 tiền thôi anh em. Không roll khô máu làm gì cả. Ok, thế thôi. Từ từ đã, bình tĩnh. Bây giờ còn hai nhà Exit anh em ạ. Các bạn tranh nhau chơi Exit. Trận này có tới 4 thằng chơi Exit. Bay màu hết rồi, còn hai thằng thôi. Nhưng mà bọn nó chơi Exit và bọn nó trụ được đến late game để mà vào top thì cũng căng đấy nhở. Đấy, chứng tỏ là đúng thật. Cái bộ Exit nó đang làm meta thật đấy. Anh em ạ, không sai đâu. Các bạn cứ chơi Exit đi, để tôi chơi cái bộ này cho. Để tôi chơi mết cho, tôi chơi 5 dòng 9 mết cho. Rồi. Dòng 5 đô này. Con này thay cho con gì? Tạm thời như này đã. Tí nữa chắc là cũng chuyển sang 9 mét thôi anh em ạ. Đây rồi. Cái rao này tôi sợ nếu mà tôi để như này có khi thua mất chuỗi đây anh em ạ. Có lẽ lên chuyển sang 9 mét 5 rồng luôn. 9 mét 5 rồng đánh ở level 11 đủ rồi anh em nhá. Đấy. Ok. Ôi chết rồi.
Nó câu con già tôi sang. Nhưng mà không sao, không sao, không sao. Ui, có vẻ như không ăn được à. Đúng thật luôn. Chuyển ra 9m lắm rồng mà vẫn thua này anh em này. Vẫn thua luôn mà. Được không? Được không? Không. Ơ bạn ơi. Ơ bạn ơi. Chưa chắc. Chưa chắc. Ok. Ui vẫn thua thật đấy anh em ạ. Không được à. Khỏe thế. Exorcist cũng khỏe thật đấy. Tôi lên coi như là 95 rồng là gần như là tối thượng rồi. Chỉ là 4 gót nữa thôi. Đánh ở level 10, 12 ấy, thì là cho thêm được 4 gót vào nữa. Chứ còn bây giờ là gần như là tối thượng lắm rồi ấy. Hai cái RO ở trên người hai con già với con gấu mết mà còn không ăn được à. Điêu nhỉ. Ơ, cái gì cơ? Nhật Kem. Ơ, Nhật Kem fan kênh Game Today à? Ôi giời, sao anh em không lên tiếng sớm? Tôi lại vừa lấy hình như tôi đấm anh em đi đó. Có lỗi, có lỗi. Xin lỗi anh em Nhật Kem nhá. Hình như là vừa lấy tôi đẩy anh em Nhật Kem đi để phải. Sợ nhỉ. Anh cứ xít nó mạnh cái cơ như thế sao? Thằng này vẫn ăn được này. Thằng này nó dồn đồ cho cái con tướng mới. Chồng cũng khó chịu đấy. Ui mẹ ơi. Lay lắt mãi mới giết được nó. Rồi. Mua dao kiếm quyển sách cũng không được. Mua già này. Hay là thôi tôi cho con già lên 3 nhỉ. Chưa chết rồi, đi rồi. Thế thì khó rồi. Phải thắng một round nữa cơ. Thắng một round nữa thì round quái ăn thêm 3 quyển sách nữa là lên được. À đâu. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đến ra quái chúng ta đủ rồi nha anh em nhá. Lên được 12 rồi. Thế thì vô tư. Chấp bạn 6 Exorcist, 9 Exorcist thoải mái luôn. Trận này không dồn đồ cho già đâu anh em ạ. Dồn đồ cho già là bị khóa chiêu ngay. Nó lấy được cái món đồ cũng khá là khỏe ở cái meta mới này. Nó là cái Orchid ấy, ở Dota ấy, nó giống như thế. Tức là nó sẽ khóa skill cái con mà to tiền nhất. Hiện tại nó sẽ khóa skill con già. Thua rồi, ui con bị đẩy nhiều chứ anh em. Điêu nhở, 9m không làm gì được nó chứ. Mà đồ đâu có phải là yếu đâu, đồ mạnh mà. 23 máu luôn ạ. Thề mới có ra 34. Hỏng rồi. Sợ thế nhở. Yeah. Rô đến quả vừa rồi là nó không ra một con nào luôn. Khó chơi đấy. Cái con rồng nó bị khóa chiêu còn không hóa là rồng luôn. Ra này mất ít máu hơn vừa nãy không? Khó chịu nha. Thực ra thì vẫn thua thôi. Khó không có thể thắng được. Được chưa? Được không? Khó. Nó chuỗi cộng 10 rồi kìa. May là ra này chỉ mất có 9 máu đấy. Tôi nghĩ là lên 10 ấy, chúng ta sẽ kẹp thêm Doom chứ không kẹp thêm God đâu anh em. Kẹp Doom để khóa chiêu cái con spec kiếm hồn ấy. Phải có khóa chiêu thì con kiếm hồn nó không tung trưởng được thì mới ăn được. Con kiếm hồn nó chỉ cần tung trưởng là thôi là chúng ta thua. Trận này nó chơi bằng con kiếm hồn chứ nó không chơi con tướng mới. Chính ra kiếm hồn ở trận này nó lại ổn hơn, nó đánh với tôi nó khá là khỏe. Biến ra bóng là cái bóng ấy nó không bị trừ bởi cái kháng phép ấy. Trừ kháng phép của cái bộ 9m này. Những cái bóng nó không bị đóng đá anh em ạ. Mà khi mà cái bóng nó giết được người nó gọi là zombie thì mấy con zombie nó cũng không bị ảnh hưởng bởi cái bộ 9m. Chính vì thế nó mới thắng cho tôi đấy. Rồi, round này chắc chắn là lên được 11 rồi này.
Mà lên được 11 thì chúng ta sẽ kẹp thêm Doom thôi. Ok. Mét 5 rồng kẹp Doom. Kiếm con Doom 2 đã. Ok nha. Ra này. Dust Split. Ui vừa bắn rồng ra rồng nhưng mà thôi. Không có đồ cho con rồng nữa anh em ạ. Toàn đồ bắn trưởng thôi. Bây giờ phải bảo kê con Doom thật là kỹ mà. Con Doom nó có đồ ô nó sẽ Doom trúng vào con kiếm hồn đó. Đấy kiếm hồn không tung được trưởng là chúng ta thắng đâu. Ok. Cắt cái chuôi cái đá. Ok bạn ơi. Ok đừng có tung trưởng. Thôi chết rồi, nó tung trưởng rồi. Nhưng mà vẫn thắng. Có chịu phết nhỉ anh em nhỉ. Nó vẫn tỉnh dậy nó tung trưởng được. Mặc dù là ăn Doom rồi đấy. Mà nó khá là trâu. Ui ui già ba đi rồi. À rồi anh em Nhật Kem khen hay quá kìa. Hay chứ. Lật kèo rồi anh em ơi. Nên đừng 12 tối thượng anh em ạ. Thôi đập trứng cho già luôn. Già ba luôn này. Ok chưa? Khỏe phết rồi đấy. À nó bắt con Doom của tôi. Nhưng mà bạn bị sai lần. Thôi xong rồi. Quả này đẩy nhiều luôn này. Hay quá. Trời ơi. Đẩy quả gắt thật sự. Xong chưa bạn ơi? Bây giờ là phải lé con Doom ra, đừng để nó bắt. Thằng này nó biết chơi đấy, không phải không đâu. Nó dí con Doom của tôi kìa. Cái quả vừa nãy là chúng ta ăn được là bởi vì là nó bị sai lần. Cái con ảo ảnh của nó bị sai lần anh em ạ. Trên này coi như là không đổi đồ cam luôn, chơi đồ tím thôi. Đấy, nó lại để vào đấy là vị trí của con Doom. Khôn đấy, lần này bắt được rồi kìa. Nhanh thế nhờ. Một chết rồi. Nó tung một trưởng rồi. Mặc dù vẫn Doom được nhưng mà nó tung trưởng ra thì nó sẽ không thua trận này đâu. Trang này chắc là chưa thua được. Cũng có chịu phết nhờ. Ok. Tao biết rồi nha. Cái quả vừa rồi là tôi cũng sơ suất quá. Thôi rồi, round này chắc chắn là nó không bao giờ nó có thể bắt được con Doom của tôi nữa. Nó chỉ làm được thế một lần thôi mà. Sao mà nó làm được thế lần nữa. Quả này tôi sẽ, dây cuối tôi sẽ bỏ Doom sang cái vị trí khác là xong. Trò chơi kết thúc. 9 Exit công nhận mạnh đấy. Nhưng mà gặp tôi thì cũng chỉ là coi như là hạng dùi mũi thôi. Xong rồi. Này thì mạnh này. Đấy, Doom trượt phát đúng không? Phát thứ hai. Ủa, Doom kiểu gì vậy? Doom kiểu gì mà Doom trượt cả hai phát là sao? Nhưng mà không sao bạn ơi, vẫn ăn. Rồi. Bây giờ thì sao? Ui giời. Từ lúc mà kẹp được con Doom vào là chỉ có chiến thắng thôi anh em ạ. Chưa thua trận nào luôn. Rồi, ok, anh em thấy hay hãy để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn hai video clip ở màn hình kết thúc anh em nhé. Đó đều là những cái video clip rất là hay. Và lời cuối cùng thì xin được chúc các anh em an toàn mạnh khỏe, vượt qua mùa bão anh em nhé. Xin được tạm biệt anh em và mong rằng tôi sẽ sớm quay trở lại để phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.